Chào các bạn, hôm trước Huy đã giới thiệu cho mọi người một cái chiếc khóa thông minh chỉ có là 6 triệu với nhiều cái tính năng rất là đỉnh. Thì hôm nay Huy trở lại với một cái chiếc khóa thông minh nó phù hợp với tất cả gia đình của Việt Nam mình. Đó là chiếc khóa cửa nhôm Sinfa Osuno 3323. Thì đây là một cái ổ khóa nó có hai điều mà nó phù hợp với tất cả gia đình, Huy sẽ giải thích nhé. Thứ nhất là nó sẽ có cái bề ngang này, nó nhỏ, nó phù hợp với tất cả loại cửa ở Việt Nam mình. Thứ hai là nó sẽ có ba màu sắc là màu đen này, màu vàng này, màu bạc này. Chất liệu của nó dùng hiện tại nó đang là hợp kim nhôm, nên là khi mà cái màu bạc với lại màu vàng thì nghĩ là nó rất là đẹp. Khi mà các bạn dùng với lại cửa gỗ cũng như là cửa nhôm ấy, nó rất là phù hợp. Với chiếc khóa thông minh thì thường các bạn sẽ quan tâm tới phương thức mở khóa cũng như là các tính năng mở rộng ở trên chiếc khóa này. Và bây giờ mình sẽ đi sâu vào các tính năng của chiếc khóa này nhé. Okay. Đầu tiên thì đó là sẽ mở khóa bằng mã khóa. Thì ở đây nó sẽ có một cái màn hình LED nhiều số như này. Thì với đánh giá của Huy là cái độ sáng như này nó sẽ rất là phù hợp với ánh sáng ở Việt Nam mình, cũng như là trong điều kiện tối hay là sáng ấy, thì mình vẫn thấy rõ được. Về cái phông chữ, cái số này rất là lớn, những người lớn tuổi họ vẫn có thể nhìn rõ được, và cái thao tác rất là mượt, đó là nhạy. Tiếp theo là cái công nghệ mở khóa bằng vân tay. Thì ở trên cái khóa này nó có một cái công nghệ đó là Light Scan. Thì hiểu nôm na đó là chỉ nhận được cái vân tay của người sử dụng. Và giải thích rõ hơn một tí nữa nhé, đó là khi mà các bạn coi cái phim mà Impossible ấy, khi mà diễn viên họ lấy cái vân tay xong rồi họ để lên một cái tấm khác xong rồi họ bỏ vào ấy, thì cái vân tay họ vẫn nhận ấy, thì cái đó nó không phải là vân tay của người dùng. Thì ở đây sẽ có một công nghệ là quét hồng ngoại trên tế bào da, thì chỉ có vân tay của người thì mới mở được, để tránh được cái tình trạng là giả vân tay. Và công nghệ này nó cũng cho phép mà chúng ta là mở được 360 độ nhé. Như thử thử nè, vẫn được nè, chéo nè, vẫn được nè, này luôn, vẫn được luôn, rất là dễ dàng để khi mở khóa. Tiếp theo chúng ta có thể dùng là khóa key, rất là đơn giản, chỉ cần một cái key như này bỏ trong người hoặc là đeo vào cái chìa khóa xe hay là chìa khóa gì đó của mình, chứ đặt vào đây nhẹ nhàng đã mở được rồi. Và không thể thiếu đó là mở bằng chìa khóa cơ. Nếu mà chúng ta không có mở được bằng các mã số này, vân tay hay là cái thẻ từ, thì chúng ta có thể mở bằng cái chìa khóa cơ như này, chẳng bấm như này, mở cái này ra. Và không thể thiếu trên chiếc khóa thông minh đó là một cái app để mình kiểm soát được chiếc khóa này, đó là app TT Lock. Nó sẽ có hai loại dạng của app, đó là app Bluetooth cũng như là app Wi-Fi. Trên chiếc khóa này nó sẽ mặc định là app Bluetooth, còn nếu mà chúng ta muốn mở rộng ấy thì chúng ta sẽ dùng một công nghệ là Gateway. Thì trên cái app này chúng ta có thể làm được gì? Thứ nhất là chúng ta có thể mở khóa trong phạm vi là từ 1m tới 15m trong phạm vi của Bluetooth. Thứ hai là chúng ta có thể thêm được vân tay này, chúng ta có thể thêm được cái mã số cũng như là cái mã thẻ. Nhưng mà đặc biệt hơn ấy là Huy thấy một cái tính năng rất là hay, đó là nó có thể thay đổi cái chu kỳ cũng như là thời hạn của từng cái mã khóa vân tay, để chúng ta có thể kiểm soát được những cái mật khẩu như này. Và chúng ta cũng có thể coi được lịch sử mở khóa của các thành viên trong gia đình của chúng ta. Về lượng pin thì hiện tại nó đang sử dụng là 4 viên pin 3A và cho phép chúng ta mở 5.000 lần. Nếu mà tính là một ngày mình chỉ mở từ 10 tới 15 lần thì chúng ta có thể dùng được một năm liên tiếp mà không cần thay pin. Và nếu đến khi mà nó gần hết pin thì chúng ta có thể là xem trên app này cũng như là có báo hiệu của chiếc khóa này để chúng ta không bao giờ quên được cái này đang gần hết pin. Nếu các bạn còn thắc mắc gì về sản phẩm hãy comment ở phía dưới để Huy biết và giải đáp cho các bạn nhé. Còn nếu các bạn về tham khảo sản phẩm cũng như là muốn trải nghiệm sản phẩm thì hãy đến với lại anh Đức Smart Home. Chào các bạn, hẹn các bạn ở một video sau.